Ngày 9 tháng 3, Thánh Francis ở Roma, sinh vào năm 1384, mất vào năm 1440. Đời sống Thánh Francis bao gồm các khía cạnh của đời thường và đời tu trì. Là một người nội trợ tận tụy và duyên dáng, Ngài ước ao một đời sống cầu nguyện và phục vụ. Do đó, Ngài tổ chức một nhóm phụ nữ để chăm sóc người nghèo ở Roma. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ngay từ thời niên thiếu, Francis đã cảm thấy mình yêu mến đời sống tu trì. Nhưng cha mẹ Ngài chống đối và một thanh niên quý tộc đã được chọn để làm vị hôn phu. Khi bắt đầu quen biết với họ hàng nhà chồng, Francis khám phá rằng cô em dâu của mình cũng ước ao một đời sống phục vụ và cầu nguyện. Do đó, cả hai người, Francis và Vanoza, với sự ưng thuận của các ông chồng, họ bắt đầu luyện tập đời sống tâm linh bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ, thăm viếng kẻ tù đày, phục vụ trong các bệnh viện, giúp đỡ người nghèo và thành lập một nhà nguyện bí mật trong ngôi tháp bỏ hoang để cùng nhau cầu nguyện. Nhiều năm trôi qua, bà Frances sinh hạ hai trai và một gái. Với trách nhiệm của một đời sống gia đình, bà đã dành nhiều thời giờ để lo cho chồng con. Gia đình bà trở nên phát đạt dưới sự quán xuyến của bà. Nhưng chỉ được vài năm, trận dịch hạch đã càn quét cả nước Ý và cướp đi đứa con trai thứ hai của bà. Để giúp vơi bớt đau khổ của các nạn nhân trận dịch, bà dùng tiền của và tài sản để cung ứng cho các nhu cầu của bệnh nhân. Khi mọi nguồn tài chánh đều cạn kiệt, bà Frances và Vanoza đã đi xin từng nhà. Về sau, khi cô con gái qua đời, bà Frances đã biến một phần căn nhà thành bệnh viện. Càng ngày, bà Frances càng tin tưởng rằng một đời sống cho tha nhân thì cần thiết cho thế gian. Với sự hậu thuẫn của Đức Lan Quân, bà Frances bắt đầu thành lập một tổ chức xã hội dành cho các phụ nữ, được gọi là hiến sĩ của Đức Maria, không có lời khấn. Họ chỉ dâng mình cho Chúa và cho sự phục vụ người nghèo. Khi tổ chức đã được thành lập, bà Frances không sống trong cơ sở của cộng đoàn, mà sống ở nhà với chồng trong 7 năm, cho đến khi người chồng từ trần. Bà sống quãng đời còn lại với cộng đoàn để phục vụ những người bần cùng trong xã hội. Lời bàn: nhìn vào đời sống gương mẫu, trung tín với Thiên Chúa và tận tụy với tha nhân của Thánh Francis nhắc chúng ta nhớ đến mẹ Teresa Calcutta. Ngài nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong lời cầu nguyện, cũng như trong người nghèo. Cuộc đời của Thánh Francis mời gọi chúng ta đừng tìm kiếm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, mà hãy tận tụy với Đức Kitô đang sống động trong sự đau khổ của thế giới. Thánh Francis cho chúng ta thấy một cuộc đời vì tha nhân không nhất thiết chỉ gò bó trong những giới hạn của lời khấn. Lời trích: mẹ Teresa có lần nói về người phụ nữ trong cộng đoàn của Ngài. Hãy để Đức Kitô tỏa sáng và sống động trong và qua người nữ tu khi họ đến các khu tồi tàn. Hãy giúp người nghèo mỗi khi nhìn thấy các nữ tu thì họ được thu hút đến Đức Kitô và mời Ngài vào trong nhà họ và cuộc đời họ. Thánh Francis ở Roma nói: một phụ nữ đã lập gia đình mà còn đạo đức thì thật đáng khen ngợi. Nhưng họ đừng bao giờ quên rằng mình là người nội trợ, và đôi khi họ phải để Thiên Chúa ở bàn thờ mà về với ông chồng trong công việc hàng ngày.